khắc phục sự cố khi sử dụng Smart View trên điện thoại Samsung Galaxy. Smart View là tính năng phản chiếu màn hình điện thoại của bạn lên TV. Bạn có thể xem ảnh, video, thuyết trình và trò chơi yêu thích của mình trên một màn hình lớn hơn. Nếu Smart View không hoạt động, bạn tham khảo các hướng dẫn sau đây. Cách kết nối Smart View. Vuốt bảng cài đặt nhanh từ trên xuống. Chọn vào biểu tượng Smart View. Chọn vào tên TV. Nhấn vào bắt đầu ngay. Trên TV, chọn cho phép. Nếu hình ảnh điện thoại hiển thị trên TV có kích thước quá nhỏ, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ màn hình trong Smart View. Chọn vào cài đặt. Chọn đặt tỷ lệ khung hình. Bạn có thể cài đặt theo mong muốn ở đây. Đảm bảo phần mềm của TV của bạn đã được cập nhật. Nếu bạn có TV thông minh Samsung, hãy kiểm tra các bản cập nhật phần mềm có sẵn từ menu cài đặt. Nếu Smart View tiếp tục không hoạt động, chọn cài đặt. Chọn ứng dụng. Chọn dấu ba gạch ngang. Bật hiển thị ứng dụng hệ thống. Tìm đến tính năng Smart View. Chọn lưu trữ. Nhấn vào xóa dữ liệu. Chọn xóa. Chọn quản lý chung. Chọn đặt lại. Chọn khôi phục cài đặt mạng. Nhấn vào xóa các cài đặt. Nhấn vào đặt lại. Sau đó, bạn kết nối lại với màn hình bằng tính năng Smart View.